Vâng, vé tàu Tết thì luôn luôn là một bài toán nan giải khi mà khả năng đáp ứng của ngành đường sắt, mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực thì vẫn chưa đi kịp với nhu cầu, đặc biệt tập trung vào dịp Tết Nguyên đán. Năm nay thì ngoài cái câu chuyện bị nâng giá bởi cò vé hay là mua nhầm vé giả thì lại xuất hiện thêm một tình trạng mới, đó là đưa tiền để được mua suất vé nhân viên và suất vé nội bộ nhưng không nhận được vé. Vậy thì thực chất câu chuyện này như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Quang Văn là giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn về vấn đề này. Xin chào ông ạ. Thưa ông, liệu có hay không cái gọi là suất vé nhân viên hay là suất vé nội bộ? Năm 2015, đường sắt Việt Nam đã triển khai thực hiện việc bán vé trên hệ thống bán vé điện tử. Đối với cái hệ thống bán vé điện tử này là hoàn toàn đảm bảo được cái tính công khai, cụ thể và rất là rõ ràng. Cho nên là hoàn toàn không còn có cái khái niệm là vé nội bộ hay là vé nhân viên. Vâng thưa ông, vậy thì đâu là cái cách thức để khách hàng có thể mua được vé tàu một cách an toàn, đúng giá và đảm bảo là không bị lừa? Chỉ nên mua vé tại website chính thức của ngành đường sắt là dsvn.vn, vétàu.com.vn để tránh được cái việc mà mua phải vé không đúng tên và vé không đúng giá trị của nó. Ngày 1 tháng 1 thì đã đưa ra thử nghiệm cái website giá rẻ.vétàu.com.vn. Khách hàng mua vé cũng giống như ở trên dsvn.vn. Cái giao diện nó sẽ có nhiều cái tiện ích hơn, nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn cho khách. Vâng, xin cảm ơn ông.